rồi về về thẩm mỹ là về mỹ thuật, thời trang, về văn hóa, đời sống là tụ hợp văn nghệ, và một cái công đồng bộ rất quan trọng đó là về thể thao. Nếu chúng ta không có sức khỏe thì không làm được gì cả, có giỏi mấy mà không có sức khỏe thì không làm được việc. Xin mời tất cả các em trong câu lạc bộ cầu lông lên trên này ạ. Đứng lên đi, con đứng lên đây để đứng lên con chụp ảnh không ạ, đứng lên đây đây. Cao được, cao đấy, cao đi. Chị Hiếu ơi, ra em nhờ đi. Đó là lý do học sinh đánh tốt nhất vào trường này. Năm nay học sinh, năm nay trên này đấu được.